Diu mang gel thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Người yêu đi xem người yêu của mình yêu một người yêu khác ở trên sân khấu luôn. Ừ, từ nào tới giờ tôi chưa bao giờ tôi rơi vào cái hoàn cảnh đó. Tôi chưa nên anh là... chưa đóng vai đó không? À. Cái mối quan hệ của mình xoay quanh cái cây đàn và những cái chuyện làm nghề thôi. Hiếm có cơ hội để nói chuyện với người khác hoặc là trải lòng mình này kia lắm. Mình là nghệ sĩ biểu diễn, biểu là diễn, không có vì lý do gì hết, không vì thích hay là vì yêu hay là vì không thích mà từ chối. Đã biểu là diễn à? Xin chào mọi người, tôi là Trung Dân, có mặt trong chương trình Người Kể Chuyện Đời. Chương trình được phát sóng lúc 22 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Khách mời của chương trình ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Chào Hải Phượng. Dạ, xin chào anh. Xin chào quý khán giả. Nghệ sĩ ưu tú đàn tranh Hải Phượng hiện là giảng viên của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nhạc dân tộc, từ nhỏ Hải Phượng đã được mẹ truyền dạy cho về đàn tranh. Khi lên 7 tuổi, nghệ sĩ Hải Phượng được theo học đàn tranh tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Ở những năm tháng thăng hoa nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, nghệ sĩ Hải Phượng đã đạt được những thành tựu đáng trân quý như giải nhất cuộc thi tài năng trẻ đàn tranh lần thứ nhất, trình diễn tại các liên hoan và các sự kiện âm nhạc lớn như hội chợ triển lãm Hàn Quốc, liên hoan Việt Nam tại Nhật Bản, liên hoan âm nhạc châu Á, trình diễn cùng dàn nhạc Tokyo. Cũng nhờ đây mà đàn tranh Việt Nam đã được trên 20 quốc gia biết đến. Ngoài ra, nghệ sĩ Hải Phượng còn được sang Paris, Pháp cùng với giáo sư Trần Văn Khê để thực hiện đĩa nhạc La Musique et Bourgeoisie. Hơn 45 năm gắn bó với nghề, điều mà nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng mong muốn nhất là trở thành cầu nối gìn giữ, phát triển nền âm nhạc dân tộc nói chung và nhạc cụ mang tên đàn tranh nói riêng. À, Phượng sinh ra lớn lên trong một cái gia đình giàu truyền thống về âm nhạc đúng không ạ? Dạ, mẹ em là nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoang, đã tốt nghiệp ở trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn trước giải phóng. Sau đó thì bà giảng dạy cho tới bây giờ. Ba em là Nguyễn Hải Phương, trước đây là giáo viên triết học, khi về hưu thì ông làm thơ, ông có nhiều tập thơ cũng được trong giới cũng thích. Mẹ Phượng giờ thì là hưu rồi ha? Dạ, mẹ em về hưu nhưng mà mẹ em vẫn dạy và vẫn viết nhạc, vẫn sáng tác. Hải Phượng có bao nhiêu người con? Dạ, có một bé, nó đang học ở Nhạc viện Thành phố. Năm nay là tốt nghiệp trung cấp 6/6. Thì hy vọng là cũng sẽ đi theo nghề. Nhưng mà anh biết rồi đó, cái nghề của mình đó là đi theo là một chuyện, còn có làm được với nghề hay không thì phải chờ ông tổ con. Tức là khi mình ra trường á, thì các anh chị với lại các bạn cũng đều có tài chứ không phải là không đâu. Nhưng mà có thể là cuộc đời theo cái con đường đi này kia đó, thì người ta cũng phải tìm một cái sinh kế để mà nuôi sống bản thân và gia đình. Em chỉ nghĩ rằng là cái âm nhạc á, nó làm cho người ta mở rộng đầu óc, cảm thấy cởi mở, nó có những cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Rồi Phượng với lại con gái Phượng, trong một môi trường toàn là nghệ thuật, có khi nào hai mẹ con tranh luận nhau một vấn đề gì cái đàn này không? Có chứ anh, thường xuyên. Ví dụ tranh luận về cách xử lý bài, hoặc là tranh luận về một cái kỹ thuật mới. Mẹ Phượng là một người rất nổi tiếng và rất có tài trong âm nhạc, nhất là âm nhạc dân tộc. Thì đó có phải là cái áp lực trong công việc của Phượng với con gái của mình không? Ngày trước thì áp lực. Người ta học đàn á, thì một tuần 2 giờ của em học đàn là 24/24. Cái lúc mà mình tập á, cái lúc mà mình chưa làm được, lúc đó là mình áp lực nhất. Thí dụ cũng là một cái nút đô á, nhưng mà rung á, bà chỉ qua nó nói rồi chưa được, thế là mình lại miệt mài tập. Nhưng mà trong nghệ thuật á, chưa được mà chưa được là như thế nào là chưa được? Không có một cái gì cụ thể để mà nói rằng là thí dụ như là món này cần phải 1 gram muối nữa thì vừa, đúng không? Còn trong này là chưa được, chưa đến, chưa tới. Nhưng mà chừng nào tới, mà tới đâu, và đến thì cái mức độ đến như thế nào?
cái nghề của mình nó đều không có cái chuẩn cụ thể hết. Nói chung là rất là áp lực. Còn bây giờ trở thành một người điêu luyện là không có áp lực nữa đúng không? Bây giờ là áp lực kiểu khác. Thí dụ như là một cái tác phẩm mới ra, bà sẽ nói rằng là cái phần này nè, nếu có thể xử lý một cái kỹ thuật như thế này, như cái tưởng tượng ra thì nó sẽ hay hơn. Thì bắt đầu mình phải đi kiếm cái tưởng tượng đó là làm cách nào để có được một cái tưởng tượng đó. Một nửa của Hải Phượng, anh ấy làm nghề gì vậy? Trước đây thì làm ở bên bảo tàng chứng tích chiến tranh á. Nhưng mà vấn đề đối với lại những cái người làm nghệ thuật á, không phải là cần một người cùng làm nghệ thuật. Dạ. Mà chỉ cần một người có thể đồng ý cho mình làm nghệ thuật. Đồng ý nó cũng chưa có trọn vẹn. Nha, đồng ý và ủng hộ. Phải biết chia sẻ nữa. Đó, anh nhiều quá, em không cần chia sẻ đâu. Chia sẻ dễ cãi lộn lắm. Không, không, chuyện ai nấy làm, việc ai nấy làm. Dạ. Chia sẻ ở đây, mình cũng có thể gọi là Phượng Đàn. Người nghe, đánh giá, công bằng. Thiệt ra là em đã có mẹ em rồi. Một người đó, vừa là mẹ, vừa là cô giáo. Người ta đó học ở đó trường á, một tuần chỉ lên lớp 2 giờ thôi. Còn em là bị lên lớp 24/24. Thì như vậy thì anh hiểu cái cảm giác của người khi mà đàn sai một nốt, hoặc là đàn chưa tới, hoặc là đàn chưa đủ giờ, vân 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 vân. Thì như vậy là em nghĩ là một người là quá đủ rồi. À, một người thì quá đủ rồi. Nhưng mà Trung Dân muốn hỏi nè, Hải Phượng có khi nào đàn cho người mình yêu nghe chưa? Về cái mục đích đó thì hình như là chưa. Bởi vì thứ nhất, khi nào mình diễn á, thì nó có hai khoảng thời gian. Một là mình tập, và thứ hai là mình diễn. Khi mình tập, mình không muốn ai coi hết. Và khi em ra diễn, là mình diễn cho số đông. Còn một người trong đó thì muốn nghe thì nghe. Ồ, vậy tính ra là bên Phượng á, bên Phượng là may mắn, hạnh phúc của bên tôi đó. Bên tôi mà muốn thể hiện cái gì đó cho cái người mình yêu thì khó lắm, phải có sự phối hợp này kia ABCD. Còn Phượng xách cái đờn ra, Phượng đã cái người yêu mình ngồi kế bên. Muốn ngồi đâu ngồi. À. Dạ. Mà chưa còn á, đến lúc mà bên anh á, nhiều khi người yêu đi xem người yêu của mình yêu một người yêu khác ở trên sân khấu. Từ nào tới giờ tôi chưa bao giờ tôi rơi vào cái hoàn cảnh đó. Tôi cho nên anh là nói chưa đóng vai đó không? Từ sân khấu lẫn cuộc đời chưa bị rơi vào cái hoàn cảnh đó. Ông xã của Hải Phượng có khi nào nhận xét hoặc là can thiệp vào cái công việc của Phượng? Tính em từ xưa tới nay là tự quyết, em chỉ thông báo thôi. Không có bao giờ ai có thể góp ý hoặc là nhận xét hoặc là nói gì hết. Tôi ngạc nhiên đó Phượng. Em từ xưa đến giờ, ngay cả bố mẹ em cũng vậy, em chỉ nói rằng là tuần sau con đi diễn này, tuần sau con diễn kia, con đang làm chương trình này, em chỉ thông báo thôi. Hay quá. Tôi tưởng là một người chơi đàn tranh, cái sự mảnh mai của cái dây đàn nó sẽ làm cho cái người chơi đàn tranh có ít nhiều gì ảnh hưởng về cá tính đó. Nhẹ nhàng, không dứt khoát. Bọn này một người con gái rất dứt khoát. Và chỉ để lại kết quả thôi. Sao mình không cho một cái gì đó gọi là dân chủ chút xíu? Không, có những chỗ cần nên độc tài anh ạ. Và em theo chế độ mẫu hệ cho nên em độc tài lắm. Anh đừng có... Nếu mà người phụ nữ đứng ra giải quyết hoặc quyết định một vấn đề nào đó thì người đàn ông trong gia đình khỏi mệt, khỏi lo toan. Vậy thì mình là cách nào mình lại khỏe hơn nữa. Cho nên chuyện nhà tôi nói thiệt với Phượng nha, nhiều khi bà xã tôi bà quyết, bà làm gì bà làm, tôi nhận lấy thành quả hoặc kết quả hoặc hệ quả. Hậu quả luôn. Đúng rồi. Ngay cả bây giờ, thí dụ như bây giờ em dạy học trò chẳng hạn. Dạ. Yeah. Cái chuyện hướng dẫn là mình có thể đưa ra một vài gợi ý, nhưng mà chuyện làm là chuyện các bạn, không bao giờ can thiệp, và quyền quyết định là của các bạn. Cái tiếng đàn của Hải Phượng, Trung Dân nghĩ nó không dừng lại ở Việt Nam và nó đã bay bổng ra tới thế giới. Thường những người làm âm nhạc thì người ta tập trung vô chuyện đàn, tập trung vô cây đàn. Anh nói cũng đúng, tại vì thật ra là những cái người mà chơi nhạc á thì thường là sống nội tâm nhiều hơn. Cái mối quan hệ của mình xoay quanh cái cây đàn và những cái chuyện làm nghề thôi. Hiếm có cơ hội để nói chuyện với người khác hoặc là trải lòng mình này kia lắm. Cho nên đây là cái cơ hội mà mọi người sẽ biết được cái món đàn của một người tài ba là nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Cái đàn tranh này
nó có phải là một trong những cây đàn gắn liền với sự nghiệp của Phượng hay không? Dạ đúng. Thí dụ em nghe mọi người nói rằng là Hải Phượng đàn tranh thì đó là một cái biệt hiệu mà thực ra là bất cứ người nghệ sĩ nào cũng muốn có một cái biệt danh được khán giả công nhận đi theo cái tên của mình. Mặc dù là mình biết rất là nhiều đàn, nhưng mà cây chuyên nhất và cây yêu thương nhất vẫn là cây đàn tranh. Tại sao mình lại chọn đàn tranh thôi? Ở nhà viện thành phố thì tất cả những người mà học nhạc dân tộc đều được học nhiều cây đàn khác nhau, nhưng mà là thuộc về nhạc dân tộc. Thí dụ như bình thường thì Phượng đánh đàn tranh, nhưng mà đi ra ngoài những cái chuyến đi lưu diễn thì phải sử dụng đàn bầu, đàn trưng. Hoặc là gần đây nhất trong một cái vở cải lương mà vì cái yêu cầu của đạo diễn mà phải chuyển thành đánh tỳ bà. Phượng có cơ hội đi tham dự một số cái chương trình gọi là đàn tranh thế giới. Thì ở đó các loại đàn tranh này được vang lên để người ta thấy cái sự đồng nhất và sự khác biệt của chúng, đồng nhất về hình dáng. Thế nhưng mà âm sắc thì hoàn toàn khác nhau, bởi vì nó mỗi cái cây đàn nó nói lên tâm tư tình cảm của mỗi dân tộc khác nhau, cái quan niệm thẩm mỹ của mỗi dân tộc khác nhau, và ngay cả cái tiếng nói khác nhau. Cái cây đàn của Việt Nam được cho là cây đàn linh hoạt nhất, âm nó cao nhất, trong nhất, bởi vì nó giống như người Việt Nam có những cái dấu giọng lên xuống trầm bổng khác nhau. Thì cái cây đàn tranh nó cũng như thế, để nó có thể chuyển tải được, thí dụ chuyển tải được cái tiếng nói của mình. Tất cả nó có bao nhiêu dây vậy Phượng? Ngày xưa thì nó có 16 dây. Nhưng mà sau này thì nó có 17, 19, 21, thậm chí 25, 26 dây, là tùy theo mục đích yêu cầu của cái người biểu diễn. Nói chung là tất cả các cây đàn nó giống như thay thế cho cái giọng hát của người ấy. Người Nhật Bản ví dụ như hát là ta ta ti ta ti 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 ta ti ta ta, thì nó phải mang cái âm hưởng của cái âm nhạc đấy. Cái đàn Hàn Quốc nó phải nhấn thì nó phải ra được cái kiểu đó. Tôi có một cái cảm giác là khi nghe đàn tranh tôi còn nghe cả được cái tính tình của cái âm sắc đó. Phượng có thể làm điều đó cho mọi người thưởng thức được không ạ? Bây giờ em sẽ làm một cái giận. Đúng là một sự giận dữ, một cái người đang tức trong mình, đang có một cái gì đó là dối mình, và bà ấy giạch mặt ông ấy. Em mới chỉ giận thôi mà anh còn đến ghen nữa. Em nghĩ vậy là thành công đúng rồi đó. À, một người mà có một cái ngón đàn nó điêu luyện như thế này, Hải Phượng học từ khi nào và bao nhiêu năm rồi? Em chính thức vô trong nhạc viện là năm 7 tuổi, năm 1976. Học ở đó hết 9 năm trung cấp, 5 năm đại học, 4 năm cao học. Bây giờ là giảng dạy ở trong đấy. Nhưng mà theo Phượng nghĩ á, cái sự luyện tập và sự say mê á, nó chỉ là một phần thôi. Để có được một cái nền để mình có thể diễn tả được bất cứ thứ gì mình muốn á, thì ngoài cái vấn đề kỹ thuật ra, mình phải có tâm hồn. Mà tâm hồn đó thì mình phải tiếp nhận từ nhiều nguồn, không phải chỉ là từ âm nhạc. Mình tiếp xúc với nhiều bạn bè khác nhau, và mình yêu nhiều, yêu đời, yêu người, yêu này yêu kia, thì mình sẽ có một cái vốn sống. Và cái vốn sống đó cộng với cái kỹ thuật mà mình đã có thì mình có thể đưa được những cái tình cảm của mình đến khán giả. Đối với lại em á, thì cái cây đàn tranh là một cái người bạn tri kỷ. Mà mình nghĩ rằng là có thể ở bên ngoài người này người kia người nọ có thể đối xử với mình không tốt, nhưng cây đàn tranh chưa bao giờ phản bội. Cho nên khi mình có một nhạc khí ở trong tay và một nhạc khí đó có thể làm bạn với mình rồi thì cuộc sống mình rất nhẹ nhàng. Khi nào mình buồn, mình có cây đàn tranh. Khi nào mình vui, mình có thể đàn. Và khi nào mà mình tuyệt vọng hay cái gì á, mình vẫn có đàn. Thì cả thời gian dành cho cây đàn tranh hết, thì thời gian nào để mà Hải Phượng yêu? Em yêu chứ. Đâu phải chỉ là yêu, yêu con người mới là yêu. Yêu hoa, yêu cây, cảnh.
Khi mà tâm hồn mình mở rộng cái sự yêu ra và không có sở hữu, thì lúc đó cái tiếng đàn hoặc là cái chuyện mà mình biểu diễn đó, nó mới tốt hơn được. Ý Trung Dân muốn nói là cái đàn này nó quan trọng đối với Hải Phượng hơn là người yêu của Hải Phượng không? Mình đâu có cần phải so sánh khi mà mình có thể có cả hai. Ồ, vậy là hạnh phúc quá rồi. Cái ước mơ của Phượng là gì? Nói nghe. Hình như em là người thực tế. Không ước mơ luôn. Tại vì em không có ước mơ những cái điều viển vông. Em chỉ ước mơ những cái gì mà có thể nằm trong tay mình, có thể làm được. Vậy là cũng là ước mơ. Nhưng mà mơ mà nó không có mộng. Bởi vì cái ước mơ lớn nhất á, là mình ăn ngon, mình ngủ ngon. Đó, hai cái là mình đạt được rồi, cho nên mình đâu có dám ước mơ nhiều quá. Em phải nói thẳng rằng là em cảm thấy rất hạnh phúc. Hồi xưa đó thì mình còn trẻ, còn ngay lúc này bước qua hơn nửa đời người rồi, mình cũng không có hy vọng là sống lâu như ông thầy em là 103 tuổi đâu. Mình đã biết là mình có thể hạnh phúc trong từng giây phút, và mình có thể nuôi dưỡng cái niềm hạnh phúc đó trong từng giây phút. Cái này là bây giờ nha, còn hồi còn trẻ ước mơ sao? Khi hồi còn trẻ đó thì em vẫn ước mơ rằng là mình có thể làm nghề được. Bởi vì cái năm 92 á, khi mà tốt nghiệp ra trường á, thì ở thành phố này cũng ít chỗ để mà mình làm lắm. Tối thì mình đi đánh nhà hàng. Đương nhiên là cái việc đi đánh nhà hàng á, chỉ nuôi dưỡng cái ước mơ của mình thôi. Mình lấy kinh nghiệm từ nhà hàng, tích lũy được một cái vốn sống và tích lũy được tiền bạc. Thì sau đó là em quay lại nhạc viện em học thạc sĩ. Sau khi lấy được bằng thạc sĩ rồi thì em qua bên xã hội nhân văn để em lấy cái tiến sĩ. Thì đó, ước mơ đó nhỏ thôi, nó cứ từ từ đi. Đến một cái tuổi nào đó thì anh nhận thấy rằng là mình là mình. Đó là cái ước mơ lớn nhất. Mình có thể là mình, mình đừng có là ai khác. Thì có thể là qua một cái độ tuổi nào đó thì tất cả chúng ta đều nhận thấy cái điều đó. Và đến tuổi này thì biết rằng là cái mong ước lớn nhất của cuộc đời là mình chính là mình đó. Đối với Phượng, khi mà mình cảm tình với một cái tác phẩm đó, đó là ca từ hay là giai điệu? Thực ra đó, em hay nói với lại học trò, mình là nghệ sĩ biểu diễn. Biểu là diễn, không có vì lý do gì hết, không vì thích hay là vì yêu hay là vì không thích mà từ chối. Đã biểu là diễn à. Thì từ cái chuyện đó, mình nhận một tác phẩm, mình phải tìm được cái hay, cái đẹp hoặc cái gì để mình xử lý cái bài này. Không có chữ từ chối. Có thể nó rất khó. Những tác phẩm nước ngoài mà họ đưa về cho bên nhạc viện biểu diễn, như những cái tác phẩm của Hàn Quốc mà các cô ấy sáng tác á, cái đàn tranh với lại cái trống của Hàn Quốc, thì nó cực kỳ khó ở cái chỗ cái nhịp điệu và cái âm vực. Nhưng không có được quyền nghĩ rằng là nó khó hoặc là nó không phù hợp với lại tiếng đàn, hay là nó không phù hợp với lại kỹ thuật đàn, luôn không có chữ đó. Biểu là em sẽ diễn cái bài này trong cái ngày này, rồi chết sống gì è cổ ra tập. Tập không được thì phải kiếm đường tập, làm sao để cho mình đến ngày diễn mình với tác phẩm là một. Đàn tranh thì Trung Dân có nghe và mọi người cũng biết là tham gia dàn nhạc khi chơi những dòng nhạc bolero. Thế là những giai điệu, những cái dạng nhạc khác như là tango nè, jazz nè, đàn tranh có tham gia được không? Một số bài phù hợp và một số bài không phù hợp. Thí dụ như là trong cái chương trình Hò Vô, em có chơi chương trình với lại nhóm Ricky của người Ấn. Một chương trình của Hàn, một chương trình của Việt Nam. Thì tùy mỗi cái chương trình đó mà mình chọn những cái bài phù hợp với lại cái cây đàn của mình. Giống như là Phượng với lại Dũng Phạm đã ra một cái album là Danh Ca. Trong đó cũng có tiếng đàn tranh, cũng có tiếng đàn bầu, đàn dân tộc. Nếu mà mình biết chọn cái đoạn của tác phẩm để mà mình đưa vào thì hầu như là nó sẽ phù hợp hết. Phượng đã đi được bao nhiêu nước trên thế giới cùng với bạn đồng hành là cái đàn tranh này? Dạ, chắc khoảng chừng 40 nước. Thông thường á, là khi đi á, thì em sẽ đem đàn tranh với đàn bầu, là hai cây đặc trưng của Việt Nam. Trong những cái lần mà em đi nước ngoài á, em cảm thấy tự hào khi mình có được những giá trị mà nhiều nước họ mong muốn có, nhiều dân tộc họ thích có. Mình tìm mọi cách để khuếch trương các cái loại đàn của mình lên. Còn đối với khán giả giống như là Việt Kiều, Kiều bào của mình,
thì đối với những cái âm sắc của những cây đàn này thì rất là quen thuộc. Cho nên mình phải đổ công về tình cảm nhiều hơn để đưa đến khán giả. Có những lúc mà đàn á, mà ở dưới khóc, ở trên này mình chịu không nổi, mình cũng khóc theo luôn. Mà khóc rồi là thôi thôi, nước mắt nước mũi chạy không biết lấy tay nào. Thì hai mà tay chồng là bị bận hết rồi phải không? Nhưng mà nó lại đem đến cho mình những cái cảm xúc thực sự. Cái lần đầu tiên mà đàn rồi khóc, đó là một cái kỷ niệm đối với Phượng phải không? À, hôm đó em diễn ở Nhật. Yeah. Năm 1996. Thì cái thời điểm đó đó, Việt Kiều ở Nhật cũng rất là ít được gặp những cái người trong nước. Hôm đó em diễn cái bài Ru Con, mà một đoạn thì đến đằng trai, một đoạn đến đằng bầu. Đến khi đánh qua đằng bầu, tự nhiên ở dưới có một người khóc, mà chị ấy khóc thành tiếng á. Mà em biết là ở Nhật á, khán phòng ở Nhật im lặng đến nỗi mà có thể một con gì bay qua mình cũng biết á. Nên khi mà đánh ở Nhật á, cái áp lực rất là lớn. Khi mà ở một cái khán phòng rất đông người mà giống như là không có ai á, thì khi mà chị khóc xong rồi nửa bài sau em chịu không nổi, bắt đầu tuôn nước chảy. Mấy người khóc theo. Xong lúc sau chị có ra, rồi chị lên chị gặp đoàn, chị nói là xin lỗi nha vì chị nhớ nhau quá. Gần đây Phượng có sáng tác một cái bài nhạc nào dành riêng cho cái đàn tranh không? Dạ cũng có. Có thể đàn cho mọi người nghe không ạ? À? Thường là mình sáng tác là mình không có nhớ đâu anh. Yeah. Phải có là cái cuốn tập phải không? Dạ không phải, nhưng mà thông thường á là sau khi mà mình sáng tác xong á thì mình phải quên nó đi. Hả? Để mà mình mới có thể nghĩ đến một cái mới. Nếu mà mình nhớ nó rõ quá, đôi khi trong đầu mình chỉ có vang lên một cái giai điệu thôi, thì mình sẽ không đi tiếp được. Thì tôi không làm khó Phượng nha. Tôi không bắt Phượng phải đàn cái bài của chính Phượng. Tại vậy thì với một cái tư cách là một cái người khán giả, tôi rất thích cái bài mà Áo Mới Cà Mau của chú Thanh Sơn. Đàn một đoạn của bài Áo Mới Cà Mau cho tôi và quý vị khán giả ở đây nghe được không nè? Với độc tấu cây đàn tranh. Áo Mới Cà Mau phải bài nè. Đúng không anh? Chính xác. Thank you.
Quá hay. Cảm ơn Phượng. Kính thưa quý vị, người kể chuyện đời, đây là một số cũng khá đặc biệt. Giới thiệu một cây đàn được mọi người biết và mọi người đã từng nghe. Nhưng người chơi đàn thì chúng ta gần như không biết. Hôm nay chúng ta đã biết. Một lần nữa cảm ơn Hải Phượng đã dành thời gian tham gia chương trình Người kể chuyện đời. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Chương trình Người kể chuyện đời đến đây là hết rồi. Quý vị nhớ đón xem giờ phát sóng vào lúc 22 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.